bạn, hôm nay tôi xin unbox chiếc điện thoại LG Optimus 2X, một trong các điện thoại di động có cấu hình mạnh nhất hiện nay. Đây là thân máy. Đây có phiếu bảo hành. Đây là cáp micro USB. Đây là cáp micro HDMI kết nối với màn hình ngoài. Đây là tai nghe in-ear, cục sạc ngoài. LG Optimus 2X có luôn cả một cục sạc gắn ngoài và pin ngoài. Này rất thích hợp cho những ai hay đi, thường xuyên đi công tác xa. Một cặp đa lô hướng dẫn sử dụng có tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh. Hey, bây giờ chúng ta sẽ xem lại ngoại hình của chiếc LG. Tôi cầm thấy khá đầm tay, nhìn màu cũng khá nam tính. Ở đây thấy đằng mặt trước có camera support video call, bên cạnh là có sensor cảm ứng ánh sáng. Bên trên đây là loa thoại. Ở dưới tôi thấy cũng có bốn nút căn bản của Android, đó là nút menu, nút home, nút bắt và nút search. Ở đằng sau tôi thấy có logo của Google. Làm bằng chắc tôi nghĩ là bằng nhôm. Ở bên trên có camera 8 megapixel và support flash. Ở trên đầu của chiếc điện thoại di động ta thấy đây là jack cắm tai nghe 3.5mm. Đây là cổng micro HDMI để hỗ trợ gắn với các cái TV hay là projector ngoài. Đây là nút nguồn, đồng thời là nút khóa máy. Ở bên hông bên phía tay phải ta thấy có hai nút volume to nhỏ. Bên hông phía tay trái thì ta không thấy, thiết kế không có gì hết. Đây là hai loa ngoài và một đội jack cắm micro USB. Xin cảm ơn các bạn.